Diva Mỹ Linh hát sai lời trên sân khấu, phản ứng nam nhạc sĩ phía sau gây chú ý. Đây cũng là lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy Diva Mỹ Linh hát nhầm lời trên sân khấu. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Diva Mỹ Linh trên một sân khấu ca nhạc những năm 2000. Thời điểm này cũng chính là giai đoạn hoàng kim của giọng ca Hương Ngọc Lan khi Mỹ Linh luôn được xuất hiện trên những sân khấu ca nhạc lớn, nổi tiếng lúc bấy giờ. Trên sân khấu, Mỹ Linh xuất hiện với trang phục diễn đầy đơn giản nhưng lại là hot tơn ở thời điểm ấy. Mái tóc ngắn đen ống quen thuộc cũng chính là một đặc trưng giúp khán giả dễ dàng nhận ra nữ diva mỗi khi cô bước lên sân khấu biểu diễn. Diva Mỹ Linh đã mang đến ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên, bản hit nổi tiếng của Bằng Kiều để gửi tặng khán giả. Trong số những thành viên của ban nhạc phía sau, nhiều người cũng đã nhận ra sự xuất hiện của nhạc sĩ Đỗ Bảo, cha đẻ của ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên, là người đệm đàn piano, hỗ trợ màn trình diễn của Mỹ Linh. Về giọng hát của Mỹ Linh có lẽ không cần phải bàn cãi, nữ diva khiến khán giả sướng tai trước chất giọng khủng, tràn trề nội lực. Đặc biệt, khán giả luôn dành nhiều tình cảm yêu mến cho giọng hát của Mỹ Linh, không chỉ về mặt cảm xúc mà cách hát của nữ diva còn vô cùng chuẩn mực, tròn vành rõ chữ. Có sự trau chuốt trong từng câu hát mà mình thể hiện. Tuy nhiên, điều khiến màn trình diễn này của diva Mỹ Linh nhận được nhiều sự quan tâm sau hàng chục năm đó chính là vì cư dân mạng đã phát hiện ra được việc Mỹ Linh hát sai lời ca khúc này. Cụ thể, ở câu "Và anh sẽ là người đàn ông của đời em", không biết vì lý do gì mà nữ diva lại hát thành "Và em sẽ là người đàn ông của đời em". Có lẽ Mỹ Linh cũng không hề nhận ra được sự nhầm lẫn này khi đứng trên sân khấu, nữ diva tiếp tục thể hiện trọn vẹn bài hát này mà không hề có chút lấn cấn nào. Về phía Đỗ Bảo, ngay khi nghe Mỹ Linh hát nhầm lời ca khúc của mình, nam nhạc sĩ đã quay sang nhìn nhẹ nữ diva như nhận ra điểm gì đó sai sai, nhưng sau đó nhạc sĩ Đỗ Bảo cũng tiếp tục công việc đánh đàn của mình, giúp Mỹ Linh hoàn thành tiết mục biểu diễn. Sau khi đoạn clip này được chia sẻ mạnh mẽ trở lại, cộng đồng mạng đã không ngừng bàn tán về sự cố này của nữ diva, cùng với đó phản ứng của nhạc sĩ Đỗ Bảo khiến nhiều người thích thú. Mỹ Linh là một trong bốn diva nổi tiếng của làng nhạc Việt, trải qua hàng chục năm hoạt động, cho đến nay giọng hát lẫn thái độ làm nghề của nữ diva vẫn được xem là tấm gương mà nhiều nghệ sĩ trẻ không ngừng học hỏi.